Minh Triệu, đồng hồ hiệu. Xin chào các bạn, mình là Minh Triệu. Hôm nay mình có về trên tay một chiếc Lamjin. Đây là một chiếc rất là đẹp và hiếm ở thời điểm hiện tại. Sản phẩm nằm trong bộ sưu tập là Wim. Đây là một chiếc đồng hồ đặc biệt chuyên dành cho các phi công lái máy bay trên bầu trời. Chính vì vậy thì nó mang một cái thiết kế rất là riêng biệt dành cho lĩnh vực hàng không hoặc quân sự. Loại đồng hồ này có thể xác định được thời gian, tính toán khoảng cách thời gian bay, định vị tọa độ dựa trên các góc giờ. Sở hữu bộ khung vỏ được thiết kế bằng vàng khối 18K, AU750 và đây là vàng yellow gold. Đường kính trên chiếc này là 38mm, độ dày là 8,75. Cùng với cặp lung càng thiết kế rất là cân đối này thì anh em cổ tay lý tưởng ạ. Từ 16-16.5cm trở lên, đeo sự rất là đẹp và mình sẽ lên tay để cho anh em thấy được vẻ đẹp tuyệt vời trên chiếc Lamjin này. Một chiếc đồng hồ chuyên dành cho các phi công nhé. Đó, với mặt dial bên trong được Lamjin hiển thị một cái nền dial màu trắng và được chia làm hai lòng. Lòng ngoài cùng thì sẽ là nơi chứa những vạch chia phút cùng với cả những cặp số Arabic. Lòng trong cùng của chúng ta thì sẽ là hiển thị những cái múi giờ cũng như là những cái định vị tọa độ để chúng ta có thể xác định được khoảng cách này, thời gian bay và dựa trên cái góc giờ bằng cách là chúng ta sử dụng một cái núm nằm tại góc 3 giờ. Anh em kéo ra một nấc thôi và chúng ta vặn. Chúng ta có thể vặn theo chiều kim đồng hồ hoặc ngược lại để chúng ta có thể điều chỉnh các cái góc giờ khác nhau, cũng như là anh em có thể kéo hết núm ra để chúng ta chỉnh giờ, rất là tiện lợi ạ. Bộ kim thì được tạo hình đẹp dạng kim lá liễu và toàn bộ các kim của chúng ta đều thiết kế dạng kim nung. Đó, đây là màu xanh của kim nung nhé, chứ không phải kim sơn màu xanh đâu ạ. Và đây chúng ta có thể điều chỉnh cái vòng bên ngoài, nó giống như là một vòng quân tham ấy. Đó, anh em có thể sử dụng để đưa về các cái múi giờ khác nhau để chúng ta có thể xác định được tọa độ, khoảng cách. Đó, rất là hay. Chiếc này của chúng ta thì sẽ sử dụng một cái mặt kính sapphire nguyên khối để giúp anh em tránh được vết xước. Và nhìn qua thì nó gần giống như là dòng Master Collection ấy. Anh em để ý phần khung vỏ cũng như là phần lung càng được cấu tạo khá là giống. Tuy nhiên ở trên chiếc này thì được cấu tạo thêm hai cái núm, một núm góc 3 giờ và một núm góc 4 giờ. Đó, rất là hay, nhiều chức năng. Đi kèm thì chúng ta sẽ có một sợi dây cá sấu màu nâu, cùng với đó chúng ta sẽ có thêm một bộ khóa xiên của Lamjin ạ. Và toàn bộ khóa của chúng ta thì chỉ là khóa mạ PVD mà thôi anh em nhé. Ở chiếc Lamjin này thì khung vỏ là vàng khối, khóa là khóa mạ thôi. Đó, bộ máy sử dụng trên chiếc Lamjin này đó chính là cụ máy Calibe L628.1. Cỗ máy này thì được bay từ nền tảng máy ETA 2892 và với cỗ máy này thì anh em vẫn có đầy đủ là 21 chân kính, tần số sử dụng là 28.800 VPH và thời lượng chịu cót của chúng ta là khoảng 42 giờ. Cỗ máy được đánh vân rất là hoàn thiện, rất là đẹp với dòng chữ Lamjin này và đầy đủ thông số của hãng. Quả văng được thiết kế màu vàng cực kỳ nổi bật ạ. Phần đáy của chúng ta được chạm khắc đầy đủ thông tin như là chúng ta sẽ có Lamjin Wim. Đây là bộ tập trên chiếc này với một số series number là Squidmate này, chuyện 18K750. Bên này chúng ta sẽ có chuyện đầu chó Bekla này, chuyện cân tiểu ly, hai cái chuyện đóng rất là nhỏ ở lung càng. Chúng ta sẽ có một cái đầu mã sản phẩm là L2.605.6, mã Refident, mã quốc tế nhá. Chúng ta sẽ có Water Resistant. Đó. Với chiếc này thì nó chống nước khoảng 30m. Đó. Một chiếc rất là đẹp. Ở chiếc này thì thực sự là một trong những cái bản rất là hiếm, tìm chiếc thứ hai nó rất là khó. Và với một thương hiệu lớn như Lamjin, sử dụng thân vỏ vàng khối và mang cho mình cỗ máy cực kỳ bền bỉ của Thụy Sĩ và là một trong những cái bản rất là đặc biệt chuyên dành cho các phi công, thì chiếc này bên mình giao lưu lại với anh em mức giá rất là tốt, chỉ 59 triệu mà thôi. Và nếu anh em ở Hà Nội có thể qua trực tiếp địa chỉ bên mình để lên tay thử sản phẩm. Địa chỉ là 217 Thích Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội. Và nếu anh em ở xa thì bên mình có hỗ trợ ship COD, tức là anh em nhận hàng, kiểm tra hàng và thanh toán trực tiếp cho bên chuyển phát. Tuy nhiên với sản phẩm chính hãng, sản phẩm giá trị cao, anh em vui lòng cọc cho bên mình 10% bên mình cho hàng đi. Cảm ơn anh em đã theo dõi video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo của chúng tôi.